Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay thì em có một số loa rời ha. Đấy, những cặp bass 40 các bác này. Cặp Yamaha này, cặp Ramsa, Yamaha B-Way ha. Và CBL bass 30 này, từ Neo. Đấy, CBL bass 25 ha. Đây phía trước này thì em có hai cặp chép kèn. Đấy, hai cặp chép kèn ha. Còn rất đẹp. Tất cả là nguyên bản hết. Đây là cặp chép kèn của Yamaha. Đấy, được tháo thùng của bass 40 ha. Đấy, và đây là cặp chép Ramsa được tháo thùng của loa Ramsa Bass 40. Đấy, cặp chép Ramsa này thì nó đi kèm với lại cặp bass các bác. Đấy. Còn cặp Yamaha này thì nó đi kèm với cặp Bass 40 này nha. Đấy, được tháo chung một thùng ra. Rồi em quay cho các bác xem cái cặp này trước này. Đầu tiên là cặp chép kèn của Yamaha. Đấy, họng kèn rất là to ha. Đây là họng kèn zin luôn, họng kèn zin theo cũ luôn ha. Đấy, cái thân của kèn này các bác này. Đấy, các bác về có thể lên thùng hoặc là mình để ở trên cái loa ha. Để trên cái loa đó tăng dải chép lên cực kỳ hay các bác. Đấy, và chép này Mỹ các bác ha, Yamaha, nhưng mà thùng cái thùng loa đó sản xuất ở Mỹ các bác ạ. Đấy, Yamaha 115 đấy. Củ chép đây, tất cả là hàng zin tuyệt đối ha, có logo Yamaha này các bác này. Đấy, củ chép rất là to. Tất cả là hàng hát hoàn hảo rồi. Và zin tuyệt đối ha. Củ chép Yamaha. Đấy. Còn rất đẹp ha. Rồi, cái cặp chép kèn Yamaha này. Đấy, tình trạng là hát tốt ha. Và zin tuyệt đối hết. Cặp này là 4 triệu đồng các bác. 4 triệu đồng là em bao ship ha. Đấy, các bác ghép vào những cặp bass 40 vô tư. Đấy. Còn các bác ráp ở ngoài thì chơi loa nào cũng được. Đấy, chơi gia đình ha. 4 triệu đồng là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là cặp chép kèn của Ramsa. Đấy, cặp này thì nó thiết kế rất là dài này. Các bác xem ha. Thiết kế dài này các bác. Đấy, giống như những cái loa mắc tiền luôn ha. Đấy, họng rất là dài. Rồi, họng zin luôn, họng zin theo cũ luôn ha. Đây là cái họng của nó đây. Đấy, rất là sâu các bác. Tiếng con này rất là mịn ha. Đấy, những dòng này của Ramsa này. Tiếng cực kỳ sáng luôn. Đấy, không thua kém gì cái dòng Yamaha vừa rồi ha. Các bác xem cái cũ này. Cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng đặc trưng của Nhật ha. Đây, 8 ôm da băng này các bác này. Đấy, cũ chép đây. Khá là to. Và tất cả là còn đẹp zin hết ha. Đẹp zin nguyên bản hết. Rồi, và đây là cái thứ hai đây. Những cái này thì các bác ghép thêm nghe nhạc hoặc là karaoke thì tuyệt vời. Đấy. Giải chép tăng lên rất nhiều ha. Những cái dòng chép xịn như vậy thì các bác chơi cái tiếng rất là hay. Nó không có chói chát như là những chép China ha. Đấy. Những dòng chép Nhật, chép Mỹ là tiếng nó rất là mịn. Rồi, tất cả là nguyên bản hết. Cặp chép Ramsa ha. Được tháo trong bass 40 ra. Đấy. Rất là hiếm luôn. Ramsa bass 40 rất là hiếm. Đấy. Cặp này là 4 triệu đồng các bác ha. Cặp kèn này 4 triệu đồng là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là cặp bass của Yamaha. Đấy, cái bass này nó đi chung với cái cặp kèn Yamaha đầu tiên. Đấy, đây là cặp bass 40 ha. 40 này. Gân vải ha. Tất cả nó còn đẹp hết. Các bác cùng xem cái đầu tiên đây. Đấy, tất cả là đẹp zin hết ha. Đây là cái thứ hai. Đấy, tất cả đẹp zin xuất sắc hết ha. Hát hoàn hảo rồi. Rồi em lật lại em quay cho các bác xem cái củ loa. Đấy, dòng này thì bát rất là lực các bác. Yamaha 115 chắc là các bác biết ha. Đấy, bát đánh rất là lực luôn. Đây, củ đây. Đấy, tất cả là hàng xin tuyệt đối hết các bác yên tâm. Củ từ rất là to ha. Rồi, và đây cũng vậy này. Rồi, bass 40 của Yamaha, bass rời ha. Cặp này em cũng xin báo giá với các bác là 4 triệu đồng ha. Đấy, giá của nó là 4 triệu đồng, bằng với cặp chép ha. Tất cả là hàng nguyên bản và hát tốt hết rồi. Các bác cứ yên tâm, mua về là chỉ việc lên thùng và xài thôi. Rồi, và tiếp tục em quay cho các bác xem cặp bass 40 của Ramsa này. Cặp này em tháo chung với lại cái chép Ramsa. Đấy, bass Ramsa 40 ha, những dòng Ramsa 40 rất là hiếm. Bass cực kỳ căng các bác.
Em để ra đây ha, cái ánh nắng nó chiếu vô nó hơi khác màu. Đấy. Nó đồng màu với nhau ha, nhưng mà cái ánh đèn nó chiếu vào. Đấy, 340 của Nam Sa này. Ngân vải tẩm dầu ha. Và cái chỗ này là cái lớp dầu của bác này. Này, tại vì ngân vải họ tẩm dầu á, cho nên nó còn bóng bóng này. Và những cái dầu nó còn dính ha, cho nên là những cái bụi nó bám vào. Đấy, chỗ này là bụi bám vào thôi. Chứ không phải là nó bị xấu gì đâu. Rồi. Cái dầu nó hơi dính dính cho nên là bụi nó lâu ngày là nó bám vào. Cực kỳ đẹp luôn các bác xem này. Đấy. Màn mít rất đẹp ha. Đây cái thứ hai đây. Tất cả là zin tuyệt đối hết. Đấy, gần zin hết ha. Đi 100%. Rồi và đây là phía sau đây. Con này rất là gấu các bác. Cụm từ hết hồn ha. Đấy, bát đánh như sống luôn. Rồi, đây là phía sau của hai cái đây. Đấy, rất là khủng long các bác xem này. Đấy, sắt xi 7 màu ha. Cụ từ siêu to luôn các bác. Đấy. Rất là đẹp. Sa băng 8 ôm này. Rồi, và đây nữa ha. Rất là khủng long các bác. Rồi, cặp Nam Sa bắp 40 này. Đấy, tình trạng là hát tốt ha. Xin tuyệt đối hết. Đấy, cặp này là 4 triệu đồng các bác ha. 4 triệu đồng là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là một cặp loa bass 40 của Yamaha. Đây, bass 40 Yamaha ha. Tiếp tục là của Yamaha. Đấy, cái màn cái này rất đẹp. Cái này cũng rất đẹp luôn các bác. Nhưng mà nó về nó bị dính tí xíu keo ở đây ha. Đấy, bên bãi họ nhiễu dính keo ở đây. Đấy. Ngay chỗ cái nón này nè. Tất cả là zin các bác ha. Chắc là họ làm gì nó bị rớt xuống thôi. Còn tất cả là zin hết. Đấy. Màng miếc còn rất đẹp ha. Rồi em lật cho các bác xem phía sau. Đấy, cái củ này thì nó không có được to như cái củ cặp Yamaha trước ha. Củ này bé hơn xíu. Đây các bác xem này. Đấy, Yamaha. Đây nữa ha. 340. Đấy, bát rất lực ha. Rồi Yamaha bát 40. Cặp này tất cả là nguyên bản ha. Hát tốt, cặp này thì là 3 triệu đồng các bác, 3 triệu đồng ha, là em bao ship bác 40. Rồi và tiếp theo là cặp loa tháo thùng của B-Way. B-Way ha, loa Mỹ. Bác 40 các bác. Gần vải luôn. Đây, bác 40 ha. Cặp này thì rất đẹp, các bác xem em quay cái đầu tiên này. Đấy, cái đầu tiên đây ha. Và đây là cái thứ hai đây. Đấy, hai cái rất là mới. Rồi em lật ngược cái cũ cho các bác xem. Cũ từ con này cũng khá là to. Nó giống như cái con Yamaha đầu tiên đó. Đây, em lật hai cái cho các bác xem luôn. Đây, cũ từ đây. Tháo loa bì vây ha. Đấy, cũ từ nó giống với cặp Yamaha đầu tiên các bác. Đấy, cũng khá là to dày ha, bát đánh rất lực. Đấy, tất cả là hàng đẹp zin hết. Rồi cặp bát 30 ha, được tháo loa B-Way này, em cũng xin báo giá với các bác là 4 triệu đồng ha. 4 triệu đồng cặp này là em bao ship này. Đấy, 4 triệu đồng ha, tất cả là còn rất đẹp, zin tuyệt đối hết. 4 triệu đồng là em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là hai cặp CBL, một cặp 25, cặp 30 này. Để em quay cặp 25 trước ha. Đây là loa 25 của CBL 8340A bát 25. Đấy. Những cặp này là thay gân hết rồi ha. Dòng này về một gân hết các bác, cho nên là gân thay hết rồi. Đấy. Chỉ có thay gân thôi, tất cả còn lại là xin tuyệt đối hết. Đấy, màng bát rất đẹp ha. Rồi và tiếp theo là cái tem phía sau này, 127H-3 ha. Đây là phía sau của loa đây, cũ từ đây. Bát 25. Cái này cũng vậy ha. Tem này 127H-3. Rồi, đây là phía sau của loa này. Cụ tường khá là to, bát 25 ha. Đấy, bát ra khỏe các bác này. Bát 25 các bác mua về thay thế hoặc là mình lên thùng. Đấy, cặp bát CBL ha, hàng Mỹ về này. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn, cặp này là 2,2 triệu ha. 2,2 triệu là em bao ship này. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản, chỉ có thay gân thôi. Gần mục là bắt buộc phải thay được các bác. Đấy, 2,2 triệu nha, 2,2 triệu bao ship cặp này. Rồi và cuối cùng thì em về được một cặp này. Đấy. Đây em đẩy cái này ra cho nó rộng.
Đây, em về cầm này ha, hàng bãi Nhật về. Đây. Một cặp loa bát rời của CBL các bác. Bát 30 ha. Cặp này từ neo, cực kỳ hay luôn. Đấy, bát của nó là như sống luôn các bác. Tiếng cực kỳ sáng ha. Dòng neo của CBL thì các bác khỏi chê. Đấy, tiếng nó sáng trưng. Mà bát cực kỳ bạo lực luôn. Đây là tổng thể này, cái màng này. Gân vải ha. Bát 30 đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng bãi cam về ha. Và cái này nó là xương ngang đúc. Đây, em quay cho các bác xem dưới đây. Đấy, khá là nặng ha. Bát neo các bác. Siêu hiếm luôn. Những dòng này thì lắp vào những cặp loa đời cao ha. Cặp loa đời cao của CBL. Rất là mắc tiền các bác. Những cặp bát đời cao của CB ha, toàn là 20 mấy triệu không ạ. Đấy, đây là cổ từ đây, từ neo ha. Xương gang đúc. Đấy, xương gang đúc ha. Cực kỳ bền bỉ luôn và hoàn toàn là không có bị sét ha. Đấy, các bác xài bao nhiêu năm nó không sét. Đấy, xương gang đúc. Đấy, CBL các bác. Đấy, nó dập chìm luôn ha, CBL. Và các bác cùng xem Made in Mexico ha. Made in Mexico. Đấy, 8 ohm này. Loa USA sản xuất Mexico. Và cái model của nó là 2262H ha. Đấy, bên đây cũng vậy. Đấy, Mexico ha. Rồi, hàng cam về được đúng một cặp các bác. Rất là VIP. Đời rất là cao ha, từ neo. Đây là cái chạm loa này các bác, chạm loa này. Đấy, CBL ha. Rồi, rất là hiếm rồi, một cặp duy nhất thôi. Bác nào cần thì các bác alo cho em ha. Giá cũng hơi chát các bác ạ. Đấy, hàng xịn ha, cho nên là giá chát. Đấy, cặp này em cũng xin báo giá với các bác là 8 triệu đồng ha. 8 triệu đồng cặp này các bác, là em bao ship ha. Bát 30 từ neo. 8 triệu đồng các bác, là em bao ship. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842. Em cũng xin chào các bác nhé.